Bạch Chư Tôn Đức, thưa tất cả quý vị khán giả, thế gian lạnh và lòng người đôi khi cũng ấm lạnh, nên ai cũng cố đi tìm chút hơi ấm cho bản thân mình. Danh vọng, quyền lực cũng mang đến cho người hơi ấm và mang đến cho người đời hạnh phúc chốn nhân gian. Nhưng nó không đủ chỗ cho tất cả chúng ta, nên đôi khi phải xô đẩy chen lấn nhau. Và biết bao nhiêu người chỉ vì chút hơi ấm mà đi vào biển lửa. Có kẻ đã bỏ cả nửa cuộc đời để theo đuổi những điều phù phiếm, rồi một ngày tự hỏi mình đang đứng đây với những thứ ấy để làm gì. Muốn vui trong một chốc thì đuổi theo những điều phù hoa khói lửa, muốn vui trong một đời thì đuổi theo tâm từ bi của chính mình. Từ bi cũng là ngọn lửa ấm, nhưng là ngọn lửa duy nhất trên thế gian này con người có thể cầm trên tay, để trong tim mà không bao giờ sợ bị bỏng. Niệm ơn Đức Phật đã trao cho tất cả chúng con ngọn lửa từ bi và trí tuệ, để chúng con có thể trở về với bản thể bình an. Trôi lang thang trên khoảng trời bao la, ngày tháng hối hả những sầu lo trong kiếp sống vô thường. Ta tự quay về nơi thân ta, cho vườn tâm nở hoa, vươn mình đón nắng mai tràn hòa, làm loài hoa tỏa hương cho đời. Phật từ bi phổ độ nhân sinh, mang ánh sáng nhiệm màu, người dìu con bước qua khổ đau, ban pháp cho muôn người. Dẫu người đã về cõi chân như, nhưng lời pháp còn đây. Chúng con xin chắp tay một lòng theo lời cha lành đã truyền trao. Người đem niềm tin vào trong tim con, dẫn đường chỉ lối cho con. Như cánh chim tìm đến nơi giác ngộ, thiên đường kia lấp lánh ngàn sao. Một lòng tin vào Đức Thế Tôn, đấng chí bi toàn năng, bậc chánh giác thiêng liêng đời đời, ban bình an tới khắp mọi nơi. Lòng
theo lời cha lành đã truyền trao. Người đem niềm tin vào trong tim con, dẫn đường chỉ lối cho con. Như cánh chim tìm đến nơi giác ngộ, thiên đường kia lấp lánh ngàn sao. Một lòng tin vào Đức Thế Tôn, đấng chí bi toàn năng, bậc chánh giác thiêng liêng đời đời, ban bình an tới khắp mọi nơi. Người đem niềm tin vào trong tim con, dẫn đường chỉ lối cho con. Như cánh chim tìm đến nơi giác ngộ, thiên đường kia lấp lánh ngàn sao. Một lòng tin vào Đức Thế Tôn, đấng chí bi toàn năng, bậc chánh giác thiêng liêng đời đời, ban bình an tới khắp mọi nơi. Tranh giác thiêng liêng đời đời, ban bình an tới khắp mọi nơi. Bậc tranh giác thiêng liêng đời đời, ban bình an tới khắp mọi nơi. Kính bạch chư tôn đức, và đó cũng chính là bài hát chủ đề của đêm nhạc ngày hôm nay, Dẫn Lối Con Về, do ca sĩ Diệu Đan viết lời.